Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 13 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Cần nghiêm túc, quyết liệt và tích cực hơn trong triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, yêu cầu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tại hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác này 6 tháng cuối năm 2022. Ban cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tiếp sức cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh từ chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, chính sách quan trọng để phục hồi các hoạt động kinh tế. Tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại, biện pháp để được bảo vệ liên tục và ứng phó với biến chủng mới BA.5. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy chi bộ ở tỉnh Hưng Yên kiểm tra cho 1.000 đảng viên và 512 tổ chức đảng, giám sát gần 200 tổ chức đảng và 400 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 122 đảng viên, 34 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện kiểm tra giám sát đối với 136 tổ chức đảng, 270 đảng viên. Qua kiểm tra, các cấp ủy chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 192 đảng viên và 4 cơ sở đảng. Nội dung vi phạm chủ yếu là về thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, vi phạm về quy chế làm việc, chính sách dân số, những điều đảng viên không được làm, vi phạm đất đai, tham nhũng, cố ý làm trái pháp luật. Qua đó, giúp cho các tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương, nguyên tắc tổ chức đảng, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản, hội nghị thảo luận những kết quả, nguyên nhân, hạn chế cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm còn có mặt hạn chế, việc kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm còn có hiện tượng nể nang, né tránh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần nghiêm túc, quyết liệt và tích cực hơn trong triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Bên cạnh phương thức lãnh đạo và công cụ lãnh đạo khác ấy, thì kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ là hai trong năm phương thức, hai trong năm công cụ lãnh đạo quan trọng bậc nhất của cấp ủy và tổ chức đảng. Trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đặc biệt là nhận thức sâu sắc về những cái tồn tại, hạn chế, từ đó chúng ta có cái biện pháp khắc phục. Vừa rồi thì Ban Thường vụ cũng đã ban hành 15 cái quy chế phối hợp của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy với các cấp ủy và cơ quan đơn vị có liên quan, thì Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cần phải tổ chức triển khai thực hiện tốt, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành các hướng dẫn về các quy trình, thủ tục tiến hành kiểm tra, giám sát để chúng ta tránh cái sai sót trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát và đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ ở tất cả các cấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp chủ động nắm chắc tình hình ở cơ sở, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu kiện, phát hiện dấu hiệu vi phạm cần tiến hành kiểm tra ngay nhằm kịp thời ngăn chặn, cảnh tỉnh tổ chức đảng, đảng viên. Khi phát hiện vi phạm, cần phải kiên quyết xử lý ngay từ cơ sở, không để vụ việc, hành vi vi phạm tạo thành điểm nóng, phức tạp. Trong 6 tháng cuối năm, các đồng chí phải tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, đặc biệt là quy hoạch theo quy định 179. Của Bộ Chính trị, kiểm tra giám sát công tác về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ủy ban kiểm tra Trung ương đã có cái hướng dẫn rất cụ thể, khẳng định rõ cơ quan kiểm tra giám sát tài sản thu nhập của các cấp ủy là ủy ban kiểm tra cung cấp. Các đồng chí lưu ý cái việc này, thực hiện cái phổ biến quán triệt gắn với triển khai thực hiện đúng cái chức trách nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp với tư cách là cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập của cái cấp ủy cung cấp đấy.
để thực hiện tốt cái nghị định 130 và các quy định của Đảng về kiểm soát tài sản và thu nhập. Các ban tham mưu cấp ủy phải tập trung thực hiện cái nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình, nhất là trong việc chấp hành các quy định, nghị quyết, chỉ thị thuộc cái lĩnh vực của mình ấy, làm sao để chúng ta hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Chiều nay, Ban Cán sự Đảng và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng sự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Về công tác cải cách hành chính, sau khi nghe Sở Nội vụ trình và các ý kiến thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu từ nay đến cuối năm, công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cần được cải thiện rõ rệt. Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của tỉnh là các thủ tục cải cách hành chính phải được giải quyết nhanh gọn, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Do đó, các ngành, các địa phương phải tăng cường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Hưng Yên sẽ miễn toàn bộ phí và lệ phí trong giải quyết hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý, với chỉ thị về công tác cải cách hành chính, các sở ngành địa phương phải xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị một cách hiệu quả, có chỉ tiêu, lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Về quản lý hoạt động khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc cấp phép khai thác đối với cát phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Thời gian được phép hoạt động khai thác trong ngày là từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không được khai thác ban đêm, không được khai thác khi vực nước sông Hồng, sông Luộc có báo động lũ cấp 1 trở lên. Cần tiếp tục thăm dò các mỏ cát mới bổ sung quy hoạch để phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cần sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp để đẩy nhanh việc cấp khai thác cát đá sỏi trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cải tạo nâng cấp các công trình trọng điểm hiện nay cũng như trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để chỉnh sửa các văn bản sát với thực tiễn tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo kế hoạch số 128 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành, lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 dự kiến sẽ được tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức vào ngày 26 tháng 7 tới. Chương trình lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với khoảng 360 đại biểu nhằm mục đích ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, đánh giá việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021, khen thưởng và biểu dương các tập thể cá nhân đã có nhiều thành tích trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến khích thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cho vay đối với các thành phần kinh tế đạt trên 83.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2021. Đây là tín hiệu cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong đó, dư nợ có mức lãi suất dưới 8% năm đạt gần 50.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 60% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng cao với trên 41% tổng dư nợ. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, ước đạt 134 tỷ đồng. Để khắc phục ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cùng với các chính sách hỗ trợ phục hồi của chính phủ và của tỉnh, các tổ chức tín dụng triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hỗ trợ lãi suất ưu đãi 2% thuộc gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng theo Nghị định số 31 của Chính phủ được coi là phao cứu sinh cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh để phục hồi kinh tế sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về việc thực hiện chương trình này tại tỉnh Hưng Yên. Cơ sở sản xuất hạt sen này, sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đang dần hồi phục, mỗi ngày xuất đi khoảng 2 tấn hạt sen khô. Trước đó, trong thời điểm dịch, cơ sở bị giảm từ 30 đến 40% doanh số. Chủ cơ sở cho biết có rất nhiều dự định khi được tiếp cận với khoản vay ưu đãi 2%. Mình sẽ tính là sẽ tăng cái sản lượng sản xuất lên và đầu tư máy móc, rồi thiết kế mọi hệ thống dây chuyền cho tự động để cho nó hoàn thiện hơn.
Tuy nhiên, cũng như nhiều hộ kinh doanh khác, anh Toản cũng có những lo lắng sợ mình khó tiếp cận được gói vay ưu đãi. Bởi vì các cái cơ sở sản xuất như bọn mình đây thì thực tế ra là mình chỉ là mua bán nhỏ lẻ, cho nên là chứng từ hóa đơn nó cũng không được đầy đủ như các cái doanh nghiệp. Thì không biết là mình đang chắc trở một cái là không biết là liệu sau này nếu mà làm được cái hỗ trợ lãi suất đó thì có vướng mắc cái gì về thủ tục giấy tờ hay không. Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có mục đích vay vốn thuộc hai nhóm: về sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà ở xã hội, trừ hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản. Nếu mà tiếp cận được cái gói hỗ trợ này thì tốt lắm, tháo gỡ khó khăn để cùng nhau các doanh nghiệp còn phát triển lên. Chúng tôi tiếp tục sẽ ra ngay cái văn bản để mà chỉ đạo các ngân hàng thương mại và cuộc quyết định luôn, rà soát các đối tượng được hỗ trợ lãi suất cũng như là cái thời gian được hỗ trợ lãi suất để hướng dẫn các cái khách hàng tăng cường công tác mà thanh tra, để giám sát, để chỉ đạo các cái tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại. Chúng tôi sẽ phối hợp với các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho những doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh mà người ta thuộc đối tượng được đủ điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn về tăng cường công tác phòng chống dịch và tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 12 mũi liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các địa phương phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh vận động và triển khai tiêm chủng cho người lao động thuộc các doanh nghiệp, không để dịch bùng phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Y tế chủ động bố trí các điểm tiêm, phân bổ vaccine, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tỉnh Hưng Yên bắt đầu triển khai tiêm mũi nhắc lại lần thứ 2, tức mũi 4 từ tháng 6. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ vẫn thấp. Trong khi đó, việc tiêm liều nhắc lại được các chuyên gia khuyến cáo là hết sức cần thiết, bởi đây là yếu tố quan trọng giúp cơ thể sinh kháng thể bảo vệ liên tục, nhất là trong bối cảnh biến chủng BA.5 đã xuất hiện ở Việt Nam. Nếu như công tác tiêm chủng vaccine 2 mũi liều cơ bản tại xã Đức Hợp rất thuận lợi, tỷ lệ người dân tiêm đạt đến 99%, thì đến mũi tiêm nhắc lại lần 1, tức mũi 3, tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 80%. Hiện trạm y tế xã đang chuẩn bị về nhân lực, thiết bị y tế cho việc triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 2, tức mũi 4 vào 2 ngày tới. Tuy nhiên, dù đã phối hợp tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, thì tâm lý của người dân vẫn chưa mặn mà với mũi tiêm này. Về cái hưởng ứng của người dân ý, thì lại là người ta không ồ ạt như là cái tiêm mũi 3. Bởi vì là người ta nghĩ là bị rồi này, tiêm nữa thì nó bị vô vị. Coi trọng mình tiêm đủ 3 mũi rồi để thoải mái sức khỏe vô tư đi, không muốn tiêm mũi 4. Khi nhận được cái kế hoạch của trung tâm y tế cấp phân bổ vaccine về địa phương thì chúng tôi rất là lo lắng thì liệu có tiêm hết hay không. Bởi vì là tỷ lệ người dân mắc Covid cũng khá nhiều, triệu chứng nhẹ nên họ cũng chưa muốn đi tiêm. Thực tế, tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng gặp những khó khăn tương tự khi triển khai tiêm mũi 4. Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, dịch bệnh đã được kiểm soát, số ca bệnh giảm sâu cùng với các triệu chứng nhẹ hơn. Tỷ lệ người dân đã mắc COVID-19 cao, cộng với có thể dễ dàng mua thuốc điều trị COVID-19 nên dẫn đến tâm lý chủ quan. Khi mà người dân chần chừ tiêm mũi 4 thì sẽ xảy ra cái tình trạng là mình không có được cái miễn dịch cộng đồng, có nguy cơ xảy ra các cái đợt bùng phát dịch mới. Theo các chuyên gia y tế, kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 có thể suy giảm sau khoảng 6 tháng, khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh hoặc tái nhiễm COVID-19, nhất là trong bối cảnh biến thể BA.5 có khả năng lây lan nhanh hơn đã xuất hiện tại Việt Nam, thì việc tiêm vaccine mũi nhắc lại là rất cần thiết để chủ động ứng phó với biến chủng này. Khi mà miễn dịch cộng đồng đạt 70% thì cái việc mà bảo vệ nó được duy trì. Thế nhưng mà cái miễn dịch cộng đồng đó nó phụ thuộc vào cái hiệu lực của vaccine. Vaccine phòng chống COVID-19 ý, hiệu lực bảo vệ của nó thì cũng không thật cao. Cái thứ hai ấy, là cái miễn dịch của nó cũng không bền vững một cách lâu dài. Tiêm sau một thời gian thì cái miễn dịch nó giảm đi. Và một cái điểm thứ ba thì tiêm rồi nó vẫn có khả năng bị nhiễm bệnh. Chỉ có cái là nó giảm cái việc mà tăng các cái triệu chứng nặng, giảm cái việc nhập viện và
trong cái việc mà giảm được cái tử vong, giảm cái quá tải y tế. Hiện nay dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp trên thế giới, các biến thể không ngừng gia tăng và lây lan nhanh chóng. Vì thế để được bảo vệ liên tục và kịp thời, người dân cần nhanh chóng tiêm các mũi vaccine nhắc lại theo đúng quy định của Bộ Y tế. Vừa qua tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2022. Ngày hội tiếp nhận được gần 330 đơn vị máu của các cán bộ, đoàn viên thanh niên trong 52 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong đó, một số đơn vị có lượt người tham gia hiến máu nhiều, như Công ty Nhựa Hưng Yên hiến 23 đơn vị máu, Cục Thuế tỉnh hiến 17 đơn vị máu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiến 16 đơn vị máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiến 20 đơn vị máu và Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Hưng Yên hiến 14 đơn vị máu. Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên diễn ra rất sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng. Với mục đích nâng cao sức khỏe, giảm tai nạn đuối nước cho thanh thiếu nhi, huyện Ân Thi đang đẩy mạnh phong trào bơi lội và triển khai các điểm dạy bơi miễn phí tại 21 xã thị trấn. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, em Trâm ở xã Tân Phúc được mẹ đưa đến điểm dạy bơi tại xã Bãi Sậy. Mặc dù không phải là thiếu nhi sinh hoạt tại địa phương, song em Trâm vẫn được các anh chị đoàn thanh niên của xã Bãi Sậy tận tình hướng dẫn học bơi. Con chưa biết bơi, hôm nay con được mẹ đưa đến để học bơi, con thấy cảm thấy rất là vui. Cũng như vậy, em Phúc rất hào hứng trong các buổi học bơi. Sau vài buổi học, em đã tự tin cùng các bạn bơi lội vui chơi dưới nước. Năm ngoái em chưa biết bơi ạ, nên em không tự tin xuống nước ạ. Năm nay được các anh chị dạy bơi miễn phí, bây giờ em đã biết bơi ạ. Với lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên tại các địa phương, tùy thuộc vào điều kiện thực tế, việc triển khai các lớp dạy bơi miễn phí được tổ chức đều đặn thường xuyên. Lực lượng dạy bơi là giáo viên dạy thể chất tại các nhà trường hoặc thanh niên ngay tại địa phương có kỹ năng bơi lội. Mỗi một buổi tập bơi thì cũng thu hút từ 40 đến 50 em tham gia. Qua lớp tập bơi miễn phí này thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao cho các em thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn toàn xã cũng các em sẽ có thêm nhiều những cái kỹ năng về bơi lội để phòng chống đuối nước và tạo cho các em một không khí vui tươi bổ ích trong thời gian nghỉ hè. Năm nay lần đầu tiên môn bơi được đưa vào nội dung thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện Ân Thi. Giải bơi đã thu hút 16 đội với gần 100 vận động viên tham gia. Đây là một trong những giải pháp nhằm cổ vũ khuyến khích phong trào bơi lội trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ huyện đoàn thì đã tham mưu đối với Ban Chỉ đạo Hoạt động hè huyện chỉ đạo 21 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện tổ chức các lớp bơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn từng xã một. Các đoàn xã thị trấn đã rất là tích cực. Ở trong đó các đơn vị tiêu biểu như là đoàn xã Hồng Quang, đoàn xã Bãi Sậy, đoàn xã Hồ Tùng Mậu, nhiều đồng chí bí thư đoàn các xã thị trấn đã mạnh dạn xây dựng cái mô hình bể bơi phục vụ luôn cái quá trình tổ chức dạy bơi miễn phí. Khi tổ chức các cái giải bơi thì đã có nhiều cá nhân mạnh thường quân ủng hộ nhiệt tình. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Ân Thi xảy ra 2 vụ trẻ em bị đuối nước tại xã Quảng Lãng và xã Quang Vinh. Nên việc dạy bơi cho trẻ em đang được các địa phương cũng như mỗi bậc cha mẹ học sinh hết sức quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, an toàn phòng cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh đang là vấn đề được lực lượng chức năng cũng như người dân hết sức quan tâm. Bởi thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản từ chính những loại hình nhà ở như vậy. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hiện có trên 20.000 nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, tập trung ở thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm, huyện Yên Mỹ. Hầu hết đều là nhà ống diện tích nhỏ hẹp nhưng thường xuyên tồn chứa nhiều loại hàng hóa dễ cháy. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp tuyên truyền trực tiếp về công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư cho gần 58.000 người. Xây dựng 88 mô hình khu phố cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy, xây dựng mới 13 phương án chữa cháy tại các khu dân cư có nguy hiểm về cháy nổ, hướng dẫn hàng trăm hộ gia đình tự giác gỡ bỏ lồng sắt, chuồng cọp, di chuyển hàng hóa, máy móc thiết bị cản trở hành lang, cầu thang, tạo lối thoát nạn thứ hai. Lập trên 100.000 biên bản kiểm tra và hướng dẫn trên 350.000 chủ hộ ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Lập hơn 190 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tổng số tiền gần 150 triệu đồng.
sáng nay tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào đã xảy ra vụ sét đánh là một người phụ nữ sinh năm 1976 tử vong. Vụ tai nạn xảy ra trong lúc trời mưa to kèm theo sấm sét khi người phụ nữ này đang đi cấy tại cánh đồng thôn Hiền Dương. Qua sự việc đáng tiếc này, khuyến cáo người dân không nên làm việc trên đồng khi trời mưa to có sấm sét, cần tìm nơi tránh trú an toàn, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại phần tin trong tỉnh. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như trên ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV.